Thủ phủ hoa cúc phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cung ứng hoa cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Mỗi năm đến dịp Tết Nguyên đán, tại đây có khoảng 300 hộ trồng hoa, mỗi nhà trồng bình quân từ 200 đến 1.000 chậu, chủ yếu là cúc pha lê, cúc đại đoá. Ngoài ra còn trồng các loại hoa khác. Dự kiến toàn phường Ninh Giang sẽ cung ứng cho thị trường hoa Tết khoảng 150.000 chậu hoa cúc các loại. Trước này thì bông nữa đúng dịp Tết. Thì bà con hiện nay thì bán cũng được khoảng 80%. Hoa cúc Ninh Giang là làng nghề trồng hoa có tiếng của tỉnh Khánh Hòa. Từ những kinh nghiệm chăm sóc xuống giống từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 âm lịch, cùng với các biện pháp khoa học kỹ thuật được cập nhật phổ biến hàng năm của các ngành, các nhà vườn đều phân chia thời gian xuống giống hoa khác nhau, không làm đồng loạt một lần. Nhờ đó, hoa cúc dự kiến sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết. Nên bà con trồng hoa rất là phấn khởi khi mà đến giờ phút này thì bông nó rất là tốt. Tháng trước khi xuất hoa thì hội nông dân phường sẽ mời các hộ trồng hoa lên để mà tập huấn và cấp cái nhãn hoa cho bà con. Trước khi xuất bán là bà con là gắn cái nhãn hiệu lên. Hội nông dân phường cũng có cái kế hoạch là phối hợp với các ngành liên quan sẽ đi tìm hiểu các thị trường, nhất là thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo cái đầu ra của sản phẩm hoa cúc Ninh Giang. Khoảng 100.000 chậu hoa cúc ở Cam Lâm trồng trong dịp Tết năm nay cũng đang hé nụ. Giá cúc được thương lái thu mua trong dịp Tết vừa qua tăng hơn so với mọi năm. Và hoa ở đây sẽ được thương lái mang đi tiêu thụ ở các địa phương trong tỉnh và các tỉnh thành phố khác như Bình Định, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.